Cuộc sống lặng lẽ kín tiếng của Hoài Linh sau ồn ào. Sau ồn ào năm 2021, Hoài Linh không cập nhật thông tin hình ảnh trên trang fanpage cũng như hiếm khi xuất hiện rình rang trước công chúng. Mới đây anh đảm trách chính lễ ở lễ dỗ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Theo báo Tiền Phong, Hoài Linh về tham dự và đảm trách chính lễ ở lễ dỗ Thánh Mẫu Liễu Hạnh tại đền thờ dưới chân đèo ngang xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Cách đây 2 năm, Hoài Linh vướng ồn ào chậm trễ trong việc giải ngân tiền từ thiện miền Trung năm 2020. Sau đó phía Hoài Linh vội vã giải ngân. Đến tháng 6 năm 2021, nam diễn viên hài đăng video xin lỗi giải trình sự việc. Kể từ khi vướng ồn ào từ thiện đến nay, Hoài Linh không có bất kỳ chia sẻ nào trên fanpage lẫn YouTube cá nhân. Hình ảnh đời thường Hoài Linh chủ yếu do các nghệ sĩ khác và người thân của anh chia sẻ. Trong ảnh, Hoài Linh vui vẻ xuất hiện bên các đồng nghiệp của mình. Thành Vinh, con trai Hoài Linh chia sẻ hình ảnh cùng bố tại sự kiện. Dương Triệu Vũ, em trai Hoài Linh, đăng hình ảnh Hoài Linh làm vườn. Một số khán giả ghi lại hình ảnh Hoài Linh khi anh tham gia sự kiện đi ăn cưới. Sau thời gian dài im ắng, Hoài Linh trở lại với hoạt động nghệ thuật. Diễn viên Nam Thư chia sẻ loạt khoảnh khắc hậu trường bên Hoài Linh tại sân khấu Thế Giới Trẻ. Hoài Linh chăm diễn hội chợ, anh thường biểu diễn ở các tỉnh thành miền Tây như Cà Mau, An Giang, Bến Tre. Hoài Linh nhận lời biểu diễn nhưng không hề quảng bá rầm rộ chương trình. Hồi đầu tháng 4 vừa qua, nam diễn viên hài gây bất ngờ với diện mạo trẻ trung hơn.